chào các bác, chào các anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây điểm. Bởi vì hoàng điểm hay là thanh điểm, điểm thì nó có rất là nhiều những cái bông khác nhau. Thế nên là điểm anh chị cần phải tìm hiểu thật kỹ. Bởi vì điểm mà nó cũng như xanh vàng vậy, nó rất là nhiều. Cái điểm này thì khi mà anh chị chơi địa lan ấy, hoặc có từng chơi lan kiếm, thì có nghĩa là mình hay gọi là thủy trơn. Kiếm, cái kiếm mà hoa thòng ấy, đấy, lan kiếm thì gọi là thủy trơn, còn cái này gọi là điểm. Địa lan thì gọi là điểm. Đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cái cây địa lan điểm cái sen Hải Phòng. Cái này thì mọi người gọi là điểm cái sen bởi vì bông hoa nó khá là đạt rồi. Đài mở rất là đẹp. Đấy. Màu của nó thì thực sự là nó chưa được đẹp lắm bởi vì nó còn hơi nhiều tím. Nhưng mà nó cũng là một cây rất là đẹp, bộ khuôn cánh rất là đẹp. Bởi vì cánh nó ám hơi nhiều. Nhưng thực ra những cái cây điểm này thì nó rất là khó. Thứ nhất là điểm bông hoa đẹp như này đã rất là ít và hiếm rồi. Chưa nói đến cái việc là cái bộ màu sắc rồi khuôn cánh và thân lá được hết thì nó rất là khó. Nó chỉ được nói chung là điểm thì nó được cây nọ thì nó cũng được cây kia. Thế nên nó được điểm nọ được điểm kia. Thế là các bác có thể tham khảo thêm nhiều video em phân tích các loại cây địa lan hoặc là phong lan trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa anh chị nhé. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu về cái cây điểm cánh sen Hải Phòng này thì nó cũng là một trong những cái cây mà rất là đẹp. Cánh bầu đại mở cân đối hợp lý. Thì bây giờ em sẽ nói về cái thân lá nó trước. Thân lá đây là tổng thể của cái giang lá. Đấy, lá rất là mềm mại. Lá rất là mềm. Anh chị thấy không ạ? Lá rất là mềm. Đúng không? Thì nó là một cái cây rất là đẹp. Lá rất mềm. Đây, em sẽ quay sang cái dáng lá của nó. Em sẽ nói về thân mầm của nó. Thân mầm của cái cây này thì nó là cây thân mầm nó xanh sạch. Cây này thì không có mầm. Nhưng mà đây chắc chắn là cái cây mà cần xanh như này. Và đây, có nghĩa là cần xanh, cần hoa màu xanh. Cái thứ hai là cái trụ nhụy của nó đây. Trụ nhụy của nó sạch tinh. Mà cần xanh thì gọi là điểm. Đấy. Còn nếu mà trụ nhụy của nó mà tím ấy hoặc là có ám ấy thì là người ta gọi lý. Cần xanh. Thì cái đấy nếu mà cái lý ấy, thì anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Em cũng nói thế nào mà người ta hay gọi là lý. Đấy. Bông hoa làm sao, cây như nào thì gọi là lý. Bông hoa như nào gọi là lý. Đấy, thì đây là một cái dáng lá của nó. Giá rất mềm đúng không ạ? Thường những cây lá mềm thì rất là đẹp. Đấy, cái đại thanh, đại hồng kính sen, nó cũng dáng lá này rất là mềm. Rất là đẹp. Đấy, cây sơn nguyệt, nó thế. Đấy, nó rất là đẹp. Dáng lá đẹp, hợp lý, cân đối. Cây này thì nó hơi mất cần. Đấy, hơi mất cần. Thì cái dáng lá này của nó đây, chị nhìn này, tổng thể dáng lá nó cũng một dạng lá rất là mềm mại này, nó gọi là huyền diệp đấy, kiểu đấy. Đấy, rất mềm, lá dạng lá vũ ấy. Lá rất mềm mại đấy, thấy không ạ? Đây đấy, khoảng cách đây từ đây lên nó chỉ tầm 10 thôi, khoảng cách bên này là khoảng 20. Đấy thì nó phụ thuộc vào cái độ khỏe của cây. Đấy thì cái chiều cao của lá nó khoảng từ 10 đến 20, phụ thuộc vào độ khỏe của cây. Cây càng khỏe thì nó càng to. Nhưng cây to thì cần hoa sẽ to cao. Cây thấp thì cần hoa thấp hơn. Nhưng bản chất của nó là cái cây mất cần. Đây là mất cần đây. Mất cần một đoạn này. Anh chị thấy không? Đúng không? Nó ra một bông từ đây nữa và một bông từ đây nữa là đẹp. Mà hai bông nữa là rất là đẹp. Nếu là nó bị mất cần này thì là nó kém hơn. Đấy, nó mất cần, mất điểm. Đấy, nếu hai bông hai vị trí này nữa thì quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rất là đẹp, hai bông nữa là rất là đẹp. Thì cái cây điểm cánh sen này ấy, thì nó về cơ bản là nó kiểu chia hoa là mất cần như kiểu giống như cái cây là sơn nguyệt đấy, nó mất cần khoảng hai bông. Nhưng nó là cây rất là đẹp. Cái lá của nó thì lá của nó là dài khoảng từ 30 đến khoảng 60 cm.
và cái độ to của nó thì khoảng từ 2 đến 3, có thể là 3,5 cm với những cái lá to nhỉ. Nó phải 3 bạn đến 3,5 anh chị ạ. Đấy, nó là tầm đấy. Nhưng đương nhiên là nó cứ nhàng nhàng thì nó cứ nhỏ nhỏ, rất là đẹp cái điểm cánh sen này. Nhàng nhàng rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái cây điểm cánh sen này thì thân lá như vậy và dáng lá của nó thì khá là khó để nhìn ra và nhận biết được. Thì em cũng cứ mô tả theo cái những cái cảm quan của em và những cái chi tiết. Nhưng về cơ bản là anh chị nên nhìn hoa. Chứ mà nói mà nhìn thân lá mà để biết 100% thì cái điều rất khó. Và chúng ta phải trí nhớ cực tốt. Bởi vì địa này nó khó lắm. Địa này nó không như là những cái loại khác các bác ạ. Nó khó lắm. Còn mấy cái cây mà địa lan truyền thống thì nó rất đơn giản. Nó nhiều và nó có những cái cảm quan có thể nhìn có thể biết được. Nhưng những cái cây địa lan đột biến này ấy, thì nó là từ những cây rừng mà ra nên nó cực giống với những cây mạc và nhiều cái cây khác. Thế nên nhận biết được nó là một điều rất khó. Tại sao mà mấy bác hay sờ lá để cảm nhận về độ cứng mềm của nó này, sờ đây để cảm nhận độ cứng mềm hoặc xem nó có gai không. Nhưng cây này thì sờ nó không có gai mấy, nó rất ít gai, rất ít gai chứ nó không phải là gai nhiều như là thằng Hoàng Kim Bảo hay là cái thằng Nhi Nhằng đấy, đại loại thế. Thì cái dáng lá của nó thì rất là mềm, anh chị nhớ dáng lá này, lá của nó hơi răm này, hơi răm anh chị thấy không ạ, hơi răm này, nó gập này, ba bốn nhịp nó thẳng xuống và đuôi lá của nó có cái thì hơi vặn đây này, anh chị nhìn này, hơi vặn thấy không, đuôi lá này, phần đuôi lá hơi vặn đấy, hơi vặn, nó vặn là vặn tự nhiên, như cái lá dưới này nó vặn sang bên phải, nhìn chung nó vặn đi đâu thì kệ nó vặn trái vặn phải thì kệ nó là do ấy thôi, do ánh sáng với do điều kiện phát triển, tốc độ phát triển chứ không phải tự nhiên, và do phân bón, do cách chăm, do độ ẩm, do các thể loại trên đời, chứ không phải mình muốn vặn nó sang bên nào là vặn bên đấy. Đấy, địa này nó khó như thế. Hình như cái lá này thì nó chẳng vặn. Đấy, cái lá này không vặn thì nào. Đấy. Bởi vì cái địa này nó rất là khó nên là anh chị cần phải lưu ý thực sự và nên mua ở những nhà nở hoa rồi. Và có cái sự hiểu biết lớn về cái cây địa lan này. Tiếp theo thì em nói đến cái vấn đề hoa của nó. Hoa của nó là hoa màu xanh vàng và có nhiều vết tím, nhiều điểm tím. Thì những cái cây như này thì trong địa lan thì gọi là điểm, thanh điểm, hoàng điểm, hay thường những cái điểm đẹp như này là được đặt tên. Đấy, cái này đài mở rất là đẹp anh chị thấy không ạ, đây là mở nở hết cả cần rồi nhưng vẫn rất đẹp, cuốn bông ngay ngắn, thăng hoa cuốn cần rất đẹp. Đây nó vị cần này, cái tay hoa từ cái cần này lên trên bông nó vị cần, nó thẳng rất là đẹp. Một cái về để nó chia hoa thì cây này thì nó chia thực sự nó chưa đẹp, chia nó hơi bị rối, nhưng còn cái bộ khuôn bông cánh này thì quá đẹp, quá đẳng cấp. Khi mà anh chị mà cũng có thể xem nhiều video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì anh chị thấy là cái bộ khuôn cánh này rất là đẹp, đài mở cân đối, bông hoa ngay ngắn, tay vị cần. Đây là cái tay hoa này, vị cần này, nó ôm vào cần, xong nó cuốn cần thăng hoa, xong nó mở bông hoa rất là đẹp. Đấy, ngay ngắn đúng không ạ, và bộ khuôn cánh của nó cũng ngay ngắn, nó không bị biến đổi từ cái bông đầu tiên đến bông cuối cùng. Anh chị nhìn bông đầu tiên này nhá. Đấy, lên đến những cái bông ở trên nó rất là ngay ngắn và đều, bông nào cũng như bông nào. Đấy, chứ không phải là bông trên, bông dưới, bông to, bông nhỏ, bông xấu, bông đẹp. Cái này nó rất là đẹp đều, và cái điểm gọi là điểm thì bởi vì là cái trụ nhụy của nó trơn. Đây này anh chị nhìn này, trụ nhụy của bông hoa nó là vàng trơn, xanh trơn. Đấy, nếu như là cái này mà trong lan kiếm rủ ấy, lan kiếm là cái loại lan kiếm ấy, lan kiếm như là vị hoàng, xanh huế các thứ thì gọi là thủy trơn ấy, tiên vũ, kiếm tiên vũ lộ hội ấy, thì gọi là thủy trơn. Đấy, gọi là thủy trơn. Nhưng còn đĩa lan thì gọi là điểm, thanh điểm, hoàng điểm, thường những cái điểm đẹp thực sự được đặt tên. Còn những cái điểm mà truyền thống hoặc là có sự rắc khác biệt hoặc là cái điểm rừng thì đều được đặt tên. Nhưng mỗi cây nó sẽ có một vẻ. Như cái điểm cánh sen này là một cây rất là đẹp, cực đẹp, bởi vì đài mở cánh cân đối rất đẹp.
em thấy là rất là ưng ý để kiếm một cái điểm đẹp như này thì điều rất khó, ít lắm. Việt Nam chúng ta rất là ít những cây điểm này, cánh bộ cánh đẹp như này, nên là mọi người gọi cây này điểm xe Hải Phòng nó cũng là hợp lý thôi. Hoa đẹp ngắm khi mà anh chị chơi thưởng thức địa lan ấy, nó một tầm đỉnh cao khác hoàn toàn, bởi vì chúng ta có nhiều yếu tố để chấm điểm, chứ nó không hẳn là như phi điệp hay kiếm hay những cái loại khác. Thế là ngày xưa mới có câu là vua chơi lan quan chơi trà là như vậy. Đấy, dành cho địa lan rất là đẹp, ngắm những cái bông địa mà nó bông tây cần thăng hoa này rất là đẹp từ tổng thể anh chị nhé, chứ không phải là em nói chỉ bông hoa không, mà em đi nói phét làm cái gì cả. Đấy, nó sự thật luôn. Anh chị cứ ngắm nhiều cái bông địa xem, hoặc xem lại những cái bông mạc ấy, thì anh chị sẽ hiểu được rằng là cái việc sưu tầm những cái bông như này rất là ít và khó, từ dáng lá cho đến hoa. Đây là cái chậu bé đấy anh chị nhé. Nếu như anh chị mà có điều kiện mà nuôi cái chậu tầm 5-7 thân nó ra 1-2 cần hoa này, 1 cần thôi hoặc 3 cần là đẹp, nhiều quá lại thành rối, thì mình mới ngắm được cái bông, bông nó làm sao, cái như thế nào, các thứ. Anh chị hiểu không ạ? Đấy, thì anh chị chơi địa lan thì cứ sưu tầm, loại nào cứ liên hệ bên em, có thì em sẽ chia sẻ. Cây nhà em có nở hoa thì anh chị yên tâm, và cây nào nó chuẩn giống cây đó, anh chị đi đến đâu nói tên ra thì người ta đều biết đến là cái cây địa lan này nó như thế, chứ không phải là em bịa ra một cái cây địa lan nọ địa lan kia hay là cổ kiếc nọ kia. Em không giờ làm những việc đó. Những cái cây này đều là những cái cây có tên, mà có tên để trên cả nước. Ở đâu chơi địa lan thì ở đó đều sẽ biết đến nó, chứ không phải là một cái tên em bịa ra ngày hôm nay và ngày mai không ai biết đấy đâu. Đấy, thì anh chị yên tâm là như vậy anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.